Hello mọi người, video của ngày hôm nay Rin sẽ review cho các bạn về một cái bộ son rất là đặc biệt. Rin đang cầm trên tay là các phiên bản của Miracle Apple collab cùng với lại hai beauty blogger Việt Nam là Chloe và An Phương. Và Rin cũng có đọc comment của mọi người mấy tuần vừa rồi là mong Rin review về cái bộ son này lắm. Cho nên là ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu luôn nha. Rin đang ở trên trang chủ của Roto thì mỗi một em son đang được bán với giá là 150.000 đồng. Và trong một bộ thì có 4 em bao gồm màu là cam đào, nude cam, đỏ burgundy và màu đỏ đất. Màu son đầu tiên Rin swatch cho mọi người xem là một em nude cam. Và Rin rất là bất ngờ tại vì cái chất son có thể nói là một chất son đặc biệt nhất trong số những chất son mà Rin từng swatch. Tại vì cái em này nó rất là đặc và nó rất là dày. Tuy nhiên khi mà Rin đưa lên trên môi thì son cực kỳ mịn trên môi của Rin luôn. Và không có như mấy cái loại son lì khác là bạn sẽ cần một thời gian cho em lì. Em này bạn vừa đưa lên là ngay lập tức nó lì trên môi luôn. Rưu có một thắc mắc nhỏ là em son này hãng bảo là nude cam, nhưng mà Rưu lại nhìn thấy em này ra màu cam đất, tức là sậm hơn so với mô tả của hãng. Một son tiếp theo Rưu swatch cho các bạn là màu cam đào. Và chưa bao giờ Rưu thích những màu như thế này, tại vì nó khá nổi và nó hơi kiểu hơi trẻ quá so với tuổi của Rưu. Nhưng mà Rưu bất ngờ là vì khi Rưu đánh em này lên thì Rưu lại thích nó hơn là Rưu nghĩ. Cái chất son cũng y chang như em hồi nãy là rất mịn, không có mùi và không có lộ vân môi. Em này lên môi Rưu thì nó không phải là cam đào và nó Rưu thấy nó giống như là đỏ. Nó là đỏ và có ánh cam và một chút xíu ánh hồng á. Cho nên là nó làm cho cái men răng của Rưu trắng hơn và cái da của Rưu nhìn cũng có vẻ trắng hơn chút. Màu tiếp theo Rưu swatch cho các bạn là màu đỏ đất. Em này thì thôi rồi, cực kỳ tôn da và rất là trắng răng luôn. Trong số các em nãy giờ thì em này chất son tương đối là lỏng. Không phải lỏng so với những loại son khác đâu, mà lỏng so với những em trong cùng một bộ sưu tập thôi. Và hơi bóng một chút, bạn sẽ cần một xíu thời gian để cho em lì. Tuy nhiên điều này thì Rưu nghĩ là không có cản trở gì cái việc đánh son của Rưu hết. Màu đỏ đất thì không có kén da, bạn da sáng hay bạn da ngâm gì đánh đều đẹp hết. Và đồng thời là nó còn rất là dễ mặc đồ, Rưu thấy là như vậy. Và màu son cuối cùng là một cái màu đỏ burgundy. Và đây là một cái tông đỏ có pha ánh tím và cũng có pha ánh nâu đất nữa. Cho nên là những bạn nào mà ngâm thì đánh những em này thật sự là rất là đẹp luôn. Tại vì cái da của Rưu nó bị nhợt nhạt á, cho nên là khi Rưu đánh tông này có thể mọi người sẽ thấy nó hơi dừ và hơi ác một chút. Thường thì Rưu swatch những cái màu son đậm như thế này, Rưu thấy là những em mà nó có đỏ và tím thì thường là cái chất son không có được mịn đâu. Nhưng mà riêng em này thì Rưu thấy rất là mịn luôn. Em này là một cái kiểu cá tính độc và lạ nữa và chất nữa. Cho nên với những cái bạn nào mà hồi nào đến giờ chưa thử thì Rưu rất khuyến khích mọi người hãy thử một em. Và đây sẽ là một chút review của Rưu về cái bộ son đặc biệt này nha. Trên mu bàn tay của Rưu đang là 4 em son thì các bạn thấy là cái tông của nó là tông đất và cam, cho nên là nhìn rất là thời thượng và không có bị cũ, không có bị lỗi mốt. Bây giờ Rưu sẽ nói về ưu điểm của bộ son này trước. Đầu tiên, một điểm rất hoan nghênh là các em này không có mùi. Ưu điểm tiếp theo là cái chất son rất là mịn và không có làm lộ vân môi của Rưu. Ưu điểm tiếp theo là không khô môi và đồng thời là che phủ cái màu môi rất là tốt. Và ưu điểm cuối cùng, Rưu nghĩ là những em son này giá rất là bình dân, tại vì chỉ có 150.000 cho một em thôi. Vậy thì Rưu sẽ nói một chút xíu về khuyết điểm của bộ son này. Cái khuyết điểm mà Rưu thấy tính đến thời điểm này chính là cái màu nó không có đúng với lại cái màu mô tả. Ví dụ như là hãng nói đây là màu cam nước thì Rưu lại thấy nó là cam đất. Hay là hãng nói cái màu này là màu cam đào chẳng hạn thì lên môi Rưu nó lại ra cái tông đỏ. Nói chung là cái màu bạn sẽ phải hiểu là nó sẽ đậm hơn mô tả một chút xíu. Còn ngoài ra thì Rưu thấy là cái bộ son này rất là tốt và nó không có vấn đề gì hết. Vậy thì nếu như các bạn hỏi Rưu là có 150.000 thì có nên mua thử các em trong bộ sưu tập này hay không? Thì như Rưu nói là cái chất son này thật sự rất là đặc biệt. Nó dày, nó đặc nhưng mà khi blend thì lại rất dễ, không có bị khô lại một chỗ và đồng thời là không làm lộ vân môi. Cho nên Rưu nghĩ là mọi người hãy thử ngay một em coi làm sao. Mọi người biết hồi nãy giờ Rưu rất là thích son nude đúng không? Mà trong bộ son này thì lại không có em nào nhạt đến như vậy. Cho nên là Rưu đã thử mix màu. Rưu mix cái em cam nude này với một chút kem che khuyết điểm và Rưu có một cái màu cam nhạt trên môi. Cho nên nếu như mà chọn em son thích nhất thì chắc là cái hỗn hợp của cái em cam nude cộng kem che khuyết điểm để cho ra cái màu son mà Rưu thích. Và đồng thời là nó cũng rất là hợp với lại cái màu mắt của Rưu ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Rưu. Và đừng quên subscribe channel của Rưu để theo dõi thêm mấy video khác trong thời gian sắp tới nha. Bye.